Hôm nay thì dẫn cả nhà mình đi bắt dọp hen. Con dọp á thì nghĩ là cả nhà mình cũng đã biết đến nó rồi đúng không? Dọp á đem đi hấp xả nè, còn nướng mỡ hành á thì ngon bá cháy. Dọp này á chị chủ nói là chị thảy xuống rồi nó sống vậy đó. Dọp á nhìn ở bên ngoài thì mình sẽ không bắt được đâu, nhưng mà người chuyên nghiệp thì nhìn nó sẽ biết nó phía dưới đây nè cả nhà. Nè thấy chưa? Do là thảy xuống cho nên có mấy con nằm trên mặt đất, còn đa số nó sẽ nằm ở dưới đây nè. Thì cũng có biết ở đâu, hồi nãy giờ đi đạp lên nó chắc chèm nhẹp hết trơn rồi. Được con nhỏ em nói chị thì công nhận nó nằm dưới đó thiệt. À, ở dưới này cũng có một số con ốc mà thì không biết đây là ốc gì nữa. Dọp thì chỗ cả nhà hay nuôi ở đâu? Còn thì thấy ở đây nó sẽ sống dưới mấy con kênh gạch. Bên hông là dừa nước với lại là mấy cây đước. Ở vùng miệt duyên hải thì cây đước rất là nhiều. Mọi người cũng hay trồng ở cặp mé hay là chính giữa vuông cua. Một phần là cho cua nó ở, phần nữa là cũng có thể chống sạt lở. Thì thích nên này vì nó nuôi rất là nhiều hải sản, thích kiểu lội xuống bắt rồi đem đi chế biến ăn liền. Mấy lần trước thì đi thả nhá, bắt cua, bắt ốc lá, còn lần này thì được tận tay bắt mấy con dọp luôn. Và vùng đất này cũng có rất là nhiều kỷ niệm đẹp của Thi ở đây nữa. Coi kìa, nhỏ em nó chuyên nghiệp thò cái tay xuống kéo lên là bắt được mớ rồi, còn Thi tầm nghịch lúng sình hồi nãy giờ được có mấy con à. Đây nè, dọp này thì nó còn nhỏ, con nhỏ thì mình sẽ để lại nuôi tiếp, còn mình chỉ bắt con nào bự bự hơn thôi. Dọp sau khi bắt xong mình sẽ rửa sơ qua một nước ở dưới này. Và đây là thành quả hồi nãy giờ khi bắt nhiêu đây, còn này là cái anh kia bắt. Mắc cỡ quá trời. Cả nhà nghe tiếng quen biết ai chưa? Đó chính là kênh nhà Thư đó. Thi quằn quại dưới bắt còn mẻ trên đây để hưởng thành quả nè. Một mớ dọp này theo cả nhà làm gì ăn ngon? Để thì kiếm chỗ nào mát mẻ mình bày ra nấu ăn.